Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị em và các bạn đến với chương trình của Tấm Cúc ngày hôm nay. Trong chương trình hôm nay thì trước khi vào cái câu chuyện này, Tấm Cúc xin gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các cô, các mẹ, các cô, chị em phụ nữ của chúng ta có một cái ngày lễ 20 tháng 10 thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và thật là xinh đẹp, dù ở cái lứa tuổi nào cũng xinh đẹp nha các cô, các chị và đặc biệt các mẹ. Tấm Cúc kính chúc sức khỏe và bên cạnh cũng kính chúc sức khỏe của các chú, các anh em, bạn bè, phải có sức khỏe thì thật là mạnh mẽ thì mới là coi như là bảo vệ và chăm sóc yêu thương phụ nữ của chúng em được. Kính chúc sức khỏe tới các ba, các mẹ nha. Và trước khi vào cái mẫu chuyện hôm nay đó quý vị, cái mẫu chuyện hôm nay hết sức là vừa vui vừa hay và vừa Tiếu Lâm nói về cái chuyện xui gia nữa quý vị. Quý vị mà nghe Tấm Cúc kể đến những cái mẫu chuyện xui gia là mắc cười lắm. Xui gia mà ghé nhà bà xui mưa gió hay là gì đó vui lắm. Rồi cái chuyện hôm nay thì Tấm Cúc muốn kể về cái vấn đề là khoe khoang xui gia mà muốn khoe khoang với xui gia bên kia. Rồi cái tình huống này nó cười. Nhưng mà trước khi kể cái mẫu chuyện khoe khoang thì cho Tấm Cúc xin được tự khoe khoang chút. Mình có câu chuyện là mình phải khoe, mình phải dìm mình trước. Mà không quý vị, đây là một cái vấn đề vui. Thì Tấm Cúc cũng xin phép với quý vị là Tấm Cúc vừa được nhận cái món quà từ anh Tâm Trần của khán giả của kênh YouTube Cúc Channel của em. Em gửi lời cảm ơn anh Tâm Trần một lần nữa nha. Hôm nay anh Tâm cũng gửi quà cho Tấm Cúc nhiều thì anh em cũng có qua có lại thật sự. Em cũng gửi quà cho anh, tặng lại anh Tâm nhưng mà em gửi cho anh Tâm không có thành vấn đề, không có nghĩa lý gì chứ. Anh Tâm thì gửi cho em nhiều hơn. Em cảm ơn anh Tâm và hôm nay anh Tâm gửi cho anh Tước thì người ta đây nè quý vị. Không biết cái gì để em gửi cho quý vị coi nha. Tivi màn hình phẳng hay gì á. Thôi để em gửi cho quý vị coi, nói gì chứ em biết rồi. Bên đây có cái dòng chữ anh Tâm gửi trên đây là tặng cái đồng hồ gỗ. Thì Tấm Cúc cũng xin phép được làm cái clip để mà kỷ niệm hôm nay. Em mở ra em coi cái đồng hồ anh Tâm như thế nào cho quý vị xem luôn ha. Trước khi vào cái câu chuyện là nói về khoe khoang thì cho em khoe trước. Em được quà nữa rồi quý vị ơi. Em xin phép em mở ra cái nghe quý vị. Mở ra xem anh Tâm anh gửi cái đồng hồ như thế nào là một cái kỷ niệm. Vừa mở ra và vừa cảm ơn anh Tâm rất là nhiều cái tình cảm anh em dành cho em cũng như những anh em khác trên kênh YouTube á. Rất là mến Tấm Cúc đâu quý vị, cô chú bác. Em thật là thấy mình may mắn đó. Cho nên em ai nói gì nói em sung bà khí đó. Em kể chuyện anh Tám chuyện hoài, em thấy vui. Trời trời em kể chuyện vậy đó mà chạm vào trái tim có người khóc luôn đó quý vị. Nhất là ba em. Em nói con gái kể chuyện ba khóc hoài. Vui. Cái kênh YouTube của em ai tặng quà cho em bất cứ cái gì em cũng muốn làm clip em để em quay lại và em cảm ơn. Rồi cái em để cái clip em lưu hoài trên kênh này nè. Quý vị thấy là ồ ngày đó năm đó tháng đó mình tặng cho anh Cúc cái món đó còn có trên TV á. Tặng cái gì hết chứ tặng quà cho em là còn quà trên TV đó quý vị. Gài không. Nói gì chứ cái món quà này em biết rồi quý vị ơi, gì biết không? Anh Tâm Trần á. Ảnh có nhắn tin cho Tấm Cúc là Tấm Cúc ơi, anh có gửi một cái chiếc đồng hồ bằng cái gõ đỏ. Ủa vậy, cái gỗ gì đó, bằng gỗ. Thì anh tặng món quà sinh nhật trước cho Tấm Cúc. Đây là món quà anh Tâm Trần có nhắn tin là món quà sớm mừng sinh nhật của Tấm Cúc. Tại vì sinh nhật của Tấm Cúc tới ngày 19 tháng 11 quý vị. Còn tới một tháng nữa, đúng một tháng, bữa nay 19 tháng 10. Còn đúng một tháng nữa mà anh đã gửi quà tặng Tấm Cúc rồi. Ồ. Oh. Cái gỗ gỡ ra cái có mùi mùi gỗ. Nói chuyện về vốn cây gỗ gỡ ra có mùi gỗ. Cái gỗ mà mở ra có mùi gì mà không mùi gỗ. Ồ, oh, đồng hồ đẹp quá quý vị ơi. Còn nó dính miếng băng keo để em lấy ra nha. Để miếng băng keo ra đây nha. Đây. Xong em lấy mấy miếng mớp ra cho cái đồng hồ người ta kẹp cái cục xốp vô đây để em. Cái này là kêu bằng khui siêu nè, bóc tem nè, em gỡ này ra cái. À. Wow. Cái đồng hồ quý vị ơi. Đẹp quá. Ủa em cầm ngược rồi. Em cầm ngược rồi. Vậy mới đúng. Đây. Trời ơi. Ở sau lưng có ghi chữ nha quý vị.
quý vị chiêm ngưỡng cái đồng hồ anh Tâm Trần tặng cho em, rồi em ghi em gỡ sau lưng cho quý vị coi anh Tâm có gửi chúc mừng sinh nhật em nè. Đây là cái đồng hồ gỗ gỗ Nam Phi, và em quay sau lưng. Ồ, cái miếng gỗ dày quý vị. Đây em quay sau lưng cho quý vị xem. Cái này chữ này của anh Tâm Trần viết hay là ai viết cho anh Tâm Trần? Cho chữ đẹp quá trời vậy. Nè quý vị, cái này là chữ đồng hồ gỗ gõ Nam Phi cao cấp. Rồi ở đây có chữ là chúc mừng sinh nhật em gái Tám Cúc. À, chúc mừng sinh nhật em gái Tám Cúc. Rồi Huế 2024 anh Tâm. Trời ơi, em cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Những cái chữ này nó dính trên đồng hồ. Nó dính hoài luôn nè. Kỷ niệm quá trời quý anh Tâm ơi. Viết chữ đẹp nữa. Rồi trời, cái đồng hồ đẹp quá. Cái miếng gỗ đẹp quá quý vị. Này, để em đưa xa cho quý vị coi nguyên cái miếng gỗ nè. Dày lắm mà. Đó, đây là cái đồng hồ đẹp quá. Em cảm ơn anh Tâm Trần rất là nhiều. Quà sinh nhật sớm cho em nha. Quý vị thấy Tám Cúc được bà con yêu thương á, cái khán giả của em á, là nhớ ngày sinh nhật của em á, chưa tới, nó còn tháng nữa mới tới đó, là bây giờ tặng quà lần lần rồi đó. Anh em là muốn tặng tặng lần lần rồi, em nhận rồi đó nha. Vui quá, em cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Và bây giờ á, để vô chương trình nha. Em mở cái đồng hồ á, mà em mở nãy giờ, trời đồng hồ đẹp quá. Khi sau chương trình này rồi cái em sẽ tìm chở em máng lên. Tại vì trước giờ nhà em cái đồng hồ bằng cái gì ta, số nhảy gì nè quý vị đó. Còn bây giờ anh Tâm tặng em này có cái đồ móc lên thì em để kiếm chở em móc lên. Đẹp quá. Rồi cây gỗ đẹp quá quý vị. Nè em đưa lại gần cho quý vị coi cây gỗ nè. Nguyên khối gỗ thiệt là đẹp luôn. Ôi quý quá. Em cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Bây giờ em xin phép em để xuống và em kể chuyện cho quý vị nghe nha. À, rồi em vừa khoe khoang cái đồng hồ của anh Tâm gửi tặng cho em, mà bây giờ tới em kể chuyện khoe khoang của hai ông xui. Vô chủ đề quý vị. Em mà lần nào em mở cái hộp gì ra là bắt đầu em sức mồ hôi hột. Rồi bây giờ vô cái chủ đề hôm nay, nói về Suya, nói về chủ đề khoe khoang. Thế quý vị, là như thế này. Hai ông xui này á, ở trong cái làng, cái xóm này nè, hai ông xui này á, kiểu như là nổi tiếng làm khoe mà. Người ta nói là kiểu như là mình có của, mình mới sắm cái gì mình sợ không biết, mình khoe lên. Giống như em vậy nè, anh Tâm vừa tặng em sợ bởi khán giả không biết, em phải mở em khoe lên y vậy đó. Thì trong tay ông xui y vậy. Ông xui này nè, hôm nay ổng đã gả con gái về bên nhà chồng ở, là nhà ông xui ở rồi. Mà bây giờ là hai xui gia cũng hay đi qua đi lại chơi với nhau lắm. Nay ông có nội này, ông xui bên đây nè, ông xui nhà gái này nè, ông mua được cái giường ngủ. Cái giường ngủ mà cũng bằng cây gỗ. Cây gỗ giống như cái đồng hồ anh Tâm nhìn, là cây gỗ. Cây gỗ xịn luôn, cây gỗ 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 này luôn. Thế là ông nằm lên cái giường này đã quá, đẹp quá. Mà bây giờ không lẽ bây giờ mình gọi điện mình nói xui ơi tôi mới mua cái giường, thì nó kỳ quá. Ông nói mình khoe làm sao, mà trong khi mình cũng muốn khoe thiệt. Thì bây giờ mình biết sao, mà cái giường mình đâu có cầm ra mình nói với ai được. Cái giường phải để chỗ cái phòng ngủ chứ không lẽ mình ginh ra đâu được. Hết cách là bây giờ ông làm sao để cho ông xui biết được là tao mới mua cái giường. Làm sao ta? Thế là nhắn với con gái là bây giờ ba bệnh đây. Ba bệnh, ba đi không có nổi. Bây giờ ba nằm, ba đi không có nổi. Không biết sao mà huyết áp ba nó lên, nó tuột gì mà bây giờ ba đi không nổi, ba nằm không, ba mệt thôi con ơi. Nói với con gái vậy. Tặng cho con gái nói với ông xui qua thăm. Mẹ bệnh là tao nằm trên giường, vô thăm là thấy ngay cái giường chứ không đâu chứ. Tính trước rồi, tao tính rồi. Đường này tao đã tính rồi. Bắt đầu nhắn với con gái. Xong con gái là con dâu ông kia, trước khi về thăm ba mẹ mình thì cũng phải là coi như là xin phép ông vợ chồng, ba vợ chồng. Trời ơi, gái con dâu trong vườn trong quê xưa ngoan dữ lắm, chứ đâu xin đi thưa về trình mà. Thế là cô này cũng mới nói là với ba má là thưa ba má là ba con bệnh nay là có nhắn, có nhờ người nhắn lại là ba con đang bệnh, không biết ba con bệnh gì, con xin phép ba với má cho con về thăm ba con một ngày hai ngày rồi con trở lại. Thì ông xui mà người ta nhiệt tình tới chơi thân nữa. Xong xuống nó trời ơi anh xui bệnh đó con. Dạ ba con nhắn, ba con nói bệnh gì đó mà trong mặt nhức đầu, chắc là huyết áp tuột hay huyết áp lên gì đó, để con về con coi ba như thế nào, con hút thuốc ba uống. Thế em xuống nói trời ơi, thôi vậy để ba qua ba thăm anh xui. Trời ơi, chỗ tình nghĩa xui gia mà không nghe ông bệnh thôi, chứ nghe là cỡ nào tao cũng phải đi qua tao thăm ổng mới được. Đâu được đâu xui gia, thôi để ba qua ba thăm. Thế là ông xui bên kia ông nói mình có cái dịp rồi, hôm nay mình có cái dịp rồi. Hỏi cái dịp gì? Ổng nghĩ trong bụng không có dịp, mẹ hôm nay cả tháng này tao mua được cái quần mới, mẹ mua quần tây mới mà chưa có đi đâu chứ.
bữa nay có cái dịp đi qua thăm ông Xui, tao mặc cái quần qua tao khoe ông Xui. Thế là trong lòng mừng, trời ơi có cơ hội để đi khoe cái quần với ông Xui vậy. Rồi giờ lấy cái quần mới mua đó đó, mặc đi ra ha. Ông thấy à, nhìn tới nhìn lui ha. Bữa nay tao đi qua tao khoe Xui mà. Tới chừng đi qua, thì ông Xui kia là ổng biết ông này đi qua rồi. Thì bữa nay đi qua, biết là Xui qua. Thế là nằm trong cái giường, trong cái giường gỗ gõ cả. Ông nằm đó. Thì ông Xui này ông đi qua. Ông kia thì nằm nghĩ là ông Xui đi qua sẽ thấy cái giường liền. Còn ông Xui kia bước vô. Anh Xui, anh Xui. Không khỏe anh Xui? Tôi không khỏe anh Xui ơi, anh Xui mới qua anh Xui. Tôi mới qua. Anh Xui đâu anh Xui? Ông Xui cũng nói tôi nằm ở trong giường này nè anh Xui ơi. Thế là ông Xui ông đi vô. Ông Xui mà trai ông đi vô. Ông đi vô thì trong cái giường anh Xui này, chỗ này có cái ghế ngồi nữa, ghế mũ nữa ngồi. Ông đi lại, ông chưa kịp nhìn anh Xui đâu, ông thấy ông Xui đang nằm trên giường đó. Xui cái lại ghế ngồi, ngồi cái bắt đầu lấy cái áo này nè, vét cái áo nè, vét cái áo qua bên, kéo cái quần lên phủi. Phủi tới phủi lui cái quần ổng. Ổng làm cho ông Xui kia nhìn cho cái quần, mẹ tôi mới mua cái quần, nhìn vô nhìn vô. Xong cái ông Xui kia ông cứ nhìn, mày không kỹ ta, quá thăm mình mà không nghe hỏi thăm chứ, ngồi đưa cái quần lên hoài, vẹt tới vẹt lui, phủi phủi cái quần, phủi phủi vét áo ra, phủi phủi quần, phủi phủi hoài. Cái ông Xui ông nằm trên giường, ông biết rồi, ông biết ông có nội Xui này còn hơn mình nó khoe nữa. Xong cái nhìn lên ông Xui phủi phủi quần xong nhìn lên anh Xui, anh không khỏe, anh bệnh sao vậy anh Xui? Anh Xui bệnh sao vậy? Ông Xui nói tôi bệnh cũng giống anh vậy đó. Cái ông này nói ủa bệnh gì giống tôi? Bệnh khoe khoang. Mẹ tôi tính kêu hôm qua tôi khoe cái giường ngủ tôi đang nằm là nó quạch tẹt ra luôn đi, hỏi bệnh gì chứ không bệnh chứ, bệnh khoe khoang. Tính kêu hôm qua khoe cái giường mà tôi qua thấy ông nãy giờ ông khoe quần đúng không? Trời ơi có nhiều cái mắc cười chết luôn, lần là khoe khoang mà khoe mắc cười. Nhưng mà đó là một cái việc tình mình thấy mắc cười vậy vui, đó là những cái chuyện mà nói về sư gia rồi rất là tình thương mến thương. Xui cái gì ơi, mình không biết như thế nào ha, chứ ở ở cái xứ miền Tây của Tâm Cúc á, tại vì miền khác thì em không có sinh sống nên em không có gần, còn cái miền Tây thì em có biết ha, tại vì quê mình sinh sống từ nhỏ lớn rồi, ít nhiều mình cũng biết vấn đề mà xui gia người lớn, tại vì dòng họ mình thiếu gì anh chị em cô chú bác làm xui rồi, mình thấy tình cảm vô cùng quý vị. Yêu cầu mà hai đứa nhỏ mà nó kết thân thành vợ chồng á là cái người lớn họ tự động họ xem nhau như là bà con ruột thịt, thân hơn bà con ruột thịt nó nghe quý vị, chứ không có phải là đơn giản đâu. Yêu cầu mà hai đứa nhỏ mà nó ngon cơm là những cái người lớn là ngon canh luôn đó. Là gì tự nhiên thành là dòng họ bà con hết, nhưng mà nó khi mà nó trục trặc một vấn đề gì cái là tự nhiên đứt đường ta, tự nhiên là không có còn bà con, kiểu như là không quen biết nhà ta không biết. Ta không biết tay luôn á, nó vậy đó. Mắc cười quá trời à. Thì có nhiều trường hợp em thấy cũng y vậy, nhưng mà em khen một cái là khi mà kết thân thành xui gia là họ thương nhau ha. À, đám giỗ đám cái gì cưới hỏi con cái gì hàng năm gì đó ha, giỗ quải hàng năm thì ai cũng có ông bà giỗ quải ha, là đi là gặp xui gia là mừng lắm, rồi đi về là ta nói nghe tay xách nách mang cho quà, giống như mình thịt kho rượu cũng múc cho một bọc, cù lao múc cho một bọc này kia ha, nấu này nấu nọ ha, múc cho tình cảm lắm, bánh tét bánh ú vậy ta nói nghe quải lia lịa đem về. Đó là cái tình cảm của xui gia nhau là như vậy đó quý vị, ở miền Tây là gì đó nhìn vui lắm. Thì hôm nay Tấm Cúc xin kể một câu chuyện, đó là cái bệnh khoe khoang. Đối với vị thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Tâm Trần rất là nhiều. Quý vị thấy anh Tâm Trần hay bình luận trên kênh của Tấm Cúc nè quý vị. Đó là những tình cảm của anh em đã dành cho Tấm Cúc. Thì kính thưa quý vị, ngày nay thì cũng xin Tấm Cúc cho một cái lời để mà gửi đến anh em trên toàn kênh của Tấm Cúc á. Thì nhiều anh em rất là thương mến Tâm Cúc quý vị ơi, thương nhiều lắm. Có anh em thì hỏi thăm địa chỉ để mà muốn gửi quà cho Tâm Cúc, nhưng thật sự cũng có nhiều anh em cũng từ chối, đó là thật sự. Tại vì em không phải em chảnh chọe gì đâu, đôi khi mình thấy bà con thương mình nhiều quá, với lại mình đang không mà anh em mà hỏi cứ Tâm Cúc cho địa chỉ để anh gửi quà hay chị gửi quà gì đó, cái mình cho liền, giống như là mình cũng ham hố gì quá. Thật sự chứ em là em thấy cái tấm lòng là em biết là em quý với anh các anh các chị lắm rồi đó. Thì nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Và còn riêng anh Nam Trần thì cũng gửi cho em mấy lần rồi, gửi coi như là đặc sản của Huế, bánh mè xưởng rồi đó cũng gửi thôi đó. Rồi
Thì Tấm Cúc cũng có gửi lại cho anh Tâm chút đỉnh mà cũng không có gì đáng kể, em chỉ gửi tặng anh Tâm thang thuốc 27 vị với chai dầu vàng của ba bên Úc gửi về tặng, vậy em có tặng. Thì đó thì em bổ sung thêm cũng tặng thêm cho mấy anh em ở trên đây, hôm bữa em cũng có tặng cho anh Thái Lương gì đó một chai dầu vàng, rồi anh thích tùm lum gì đó em cũng tặng cho một chai dầu vàng ha, em tặng chắc hôm nay tới chưa không biết nữa. Rồi mấy anh em ở Hậu Giang hay gì đó em cũng tặng, hay mình xin phép các anh, tại vì em đọc tên ở đây có nghĩa là em muốn làm một cái kỷ niệm chứ không phải là em nói là gì. À, đó là giống như em thấy qua mấy các anh các chị quý em quá thì em gửi em tặng gì đó, chứ không phải là mấy anh kêu hay là như thế nào, nhưng mà em thấy được tình cảm của các anh các chị hàng ngày bình luận cho kênh của em đó là rất là vui vẻ, thì tự nhiên trong lòng em có một cái cảm giác giống như cái người thân, giống như cái kiểu mà em mới vừa kể câu chuyện rồi xui gia vậy đó. Ừ, mình thấy xui gia mà thân quá là tại vì mình coi như gia đình dòng họ bà con vậy đó. Thì khán giả kênh em cũng vậy, em thấy thân quá trời thân, em cảm thấy người này thân quá mà quý vị đấy, ngày nào mà cái người đó không có vô comment bình luận là em biết liền rồi, em hay vậy luôn đó, kiểu như mình quen cái bộ máy cái não mình nó nhớ nhớ những cái người đó, những cái tên đó vậy đó, thành cái thói quen đó quý vị. Nên em cảm ơn rất là nhiều những bà con cô bác đã yêu thương kênh Cúc Channel của em, và em xin gửi lời cảm ơn đến anh Tâm Trần cái đồng hồ hôm nay một lần nữa nha. À, đây là món quà sinh nhật sớm nhất mà Tấm Cúc đã nhận được, đó là của anh Tâm Trần. Còn của ai gửi sinh nhật gì tiếp theo thì em chưa nhận được nên em chưa có khoe. À, khi nào em nhận được em khoe khoang tiếp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Tấm Cúc xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Tấm Cúc kể chuyện tiếp theo. Em xin chào quý vị.